ISW, Nga tung tin giả để biện minh cho việc rút quân khỏi Kherson. Bohorodechne ở vùng Donetsk trở thành một ngôi làng ma. Lỗi chính tả trong bài phát biểu tại Đại hội 20 của ông Tập trở thành từ bị cấm ở Trung Quốc. Nỗi lo lớn nhất của ông Tập được thể hiện qua hai từ, cộng đồng quốc tế nói gì? Mối quan hệ Úc-Nhật không còn chỉ là giao thương kinh tế. Phương Anh xin kính chào quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết tin thế giới chiều ngày 20 tháng 10 của DKN TV. Viện nghiên cứu chiến tranh ISW của Ukraine cho biết, tại Liên bang Nga, truyền thông đang tạo ra các luồng thông tin để biện minh cho việc rút lui hoàn toàn quân Nga khỏi hữu ngạn Donetsk và để mất Kherson. Các nhà phân tích nhắc lại lời của chỉ huy lực lượng chiếm đóng ở Ukraine, Sergei Surovikin rằng lãnh đạo Nga phải đưa ra quyết định khó khăn liên quan đến khu vực Kherson và cuộc di tản do người đứng đầu vùng Kherson Volodymyr Saudo thông báo. Theo Viện ISW, tuyên bố của Surovikin và Saudo có lẽ là một nỗ lực để tạo luồng dư luận cho việc rút lui hoàn toàn của Nga ra khỏi Donetsk, nhưng lại thành phố Kherson và các vùng lãnh thổ quan trọng khác của vùng Kherson cho quân phòng thủ Ukraine đang tiến hành các hoạt động phản công ở phía Nam. Các chuyên gia cho rằng những kẻ xâm lược cũng tạo luồng thông tin cho một cuộc tấn công giả vào nhà máy thủy điện Kakhovka. Viện nghiên cứu chiến tranh nhấn mạnh, người Nga có thể tin rằng một vụ vỡ đập có thể khiến họ phải rút lui khỏi hữu ngạn sông Donetsk, đồng thời ngăn cản hoặc trì hoãn bước tiến của quân Ukraine qua sông. Báo cáo nêu rõ, Ngày 18 tháng 10, Surovikin cho biết đã nhận được thông tin Kyiv có ý định phá hủy đập thủy điện Kakhovka mà theo ông sẽ kéo theo lũ lụt kinh hoàng ở vùng Kherson. Ông ta đưa ra cảnh báo cho rằng lực lượng vũ trang Ukraine có ý định đánh các con đập ở thượng nguồn thành phố Kherson. Các nhà phân tích giải thích rằng với những tuyên bố như vậy, người Nga đang cố gắng tạo luồng thông tin về những thiệt hại cho con đập và đổ lỗi cho Ukraine về những thiệt hại này, sử dụng lũ lụt gây ra để che đậy việc rút lui của họ. Điện Kremlin có thể cố gắng sử dụng một cuộc tấn công cờ giả như vậy để che đậy tin tức về cuộc rút lui nhục nhã lần thứ ba của quân đội Nga, lần này là từ Kherson, ISW cho biết. Các chuyên gia tin rằng Nga đang sử dụng cách sơ tán dân thường đã được công bố để rút các quan chức chiếm đóng và cộng tác viên ra khỏi vùng hiếu ngạn của sông Donets. Hơn một tháng trước, lực lượng vũ trang Ukraine đã giải phóng làng Bohorodichne ở vùng Donetsk khỏi quân xâm lược Nga. Ngôi làng đã bị phá hủy hoàn toàn, không một ngôi nhà nào còn sót lại. Nó bây giờ là một ngôi làng ma, theo báo cáo của Cục Quản lý Quân sự khu vực Donetsk. Các cuộc chiến diễn ra ở Bohorodichne vào mùa xuân. Sau đó, từ mùa hè cho đến ngày 11 tháng 9, ngôi làng nằm dưới sự chiếm đóng của quân Nga. Do liên tục bị pháo kích, cây cối bị gãy đổ, nhà không có mái, không có cửa sổ và cửa ra vào, có nơi chỉ còn có tường. Dây điện bị đứt, cột điện cao thế bị đổ nằm la liệt khắp nơi, nhà thờ địa phương cũng bị phá hủy. Thứ duy nhất còn sót lại là đống đổ nát và một núi rác. Người Ukraine sẽ phải xây dựng lại mọi thứ. Ngày 12 tháng 9, Bộ Quốc phòng Ukraine thông báo lực lượng vũ trang Ukraine đã giành lại Bohorodichne chỉ còn lại hai cư dân trong làng, một người con trai và người mẹ ốm yếu của anh ta. Nhiều cư dân địa phương đã bị giết bởi những kẻ xâm lược. Trong khi chạy trốn, những kẻ xâm lược đã vứt bỏ mọi thứ theo đúng nghĩa đen, đặc biệt là thiết bị quân sự của họ, cả những thứ đã bị đốt cháy và những thứ vẫn còn có thể di chuyển. Những thiết bị có thể sử dụng được đã được dùng để chống lại chính quân Nga. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã diễn ra tại Bắc Kinh vào ngày 16 tháng 10. Tại lễ khai mạc, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã có nhiều lỗi sai trong bài phát biểu gần 2 giờ đồng hồ của mình. Điều này đã làm dấy lên các cuộc thảo luận sôi nổi giữa người dân Đại lục. Theo truyền hình trực tiếp của CCTV và Tân Hoa Xã, Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 khai mạc vào ngày 16 tháng 10, ông Tập Cận Bình đã dành gần 2 giờ để phát biểu. Trong lúc phát biểu, ông Tập Cận Bình đã nhiều lần nói sai. Những lời nói sai này sau đó đã trở thành từ ngữ nhạy cảm ở Đại lục và bị cấm tìm kiếm. Theo báo cáo của Thời báo Kỹ thuật số Trung Quốc China Digital Times, ông Tập Cận Bình đọc từ rèn sắt cần tự bản thân cố gắng, thành đánh đổ máu cần tự bản thân cố gắng. Vì vậy, Weibo đã liệt từ đánh đổ máu là một thuật ngữ bị cấm tìm kiếm. Từ văn minh vật chất bị đọc nhầm là vật chất sáng suốt. Weibo cũng cấm tìm kiếm các từ như sống sinh động và đấu tranh giành thiên hạ. Bởi vì ông Tập Cận Bình đọc sai cụm từ sinh động và hoạt bát, vì trong tiếng Trung có rất nhiều từ đồng âm khác nghĩa, cho nên nếu đọc sai âm có thể khiến người nghe hiểu theo nhiều cách, chẳng hạn như sinh động và sống dồi dào, sinh động và sống dao động. Mặc dù từ đấu tranh giành thiên hạ không bị nói sai, nhưng từ này dễ bị cư dân mạng hiểu nhầm là đánh dân chúng nên cũng bị chặn. Theo bản tin phát sóng trực tiếp của Tân Hoa Xã, trong bài phát biểu của mình, ông Tập Cận Bình nói rằng tự tin và tự cường giữ vững sự chính trực sáng tạo cái mới, phấn chấn hăng hái, anh dũng kiên quyết tiến lên phía trước. Nhưng thời điểm đó, nhiều cư dân mạng đã lầm tưởng rằng ông Tập Cận Bình đã đọc sai từ tận lực đọc nhầm thành lực đâm tòa. Những từ ngữ kể trên nhanh chóng bị quản trị mạng đại lục ngăn chặn, nhưng chúng lại trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của ngoại giới. Tờ Vision Times đã trích dẫn một số bình luận của cư dân mạng. Tôi thực sự lo lắng thay cho ông ấy. Ai lại đi viết một bản thảo phức tạp như vậy? Làm quá lên rồi. Không tiến bộ mấy so với vài năm trước. Để học tốt môn ngữ văn, học sinh tiểu học nên trước tiên làm tổng bí thư 10 năm. Hãy hiểu cho, đây là ông lão ngoài 70 tuổi, huống hồ trình độ học vấn không cao. Một số cư dân mạng còn để lại lời nhắn. Có những từ là có thể nhầm, nhưng có từ rõ ràng cho thấy đây là người mù chữ. Cách mạng văn hóa đã hại một thế hệ người không được đi học. Trong đầu toàn là chỉnh người và bị người chỉnh, cả một đời người khó mà sửa đổi. Nhưng có người đã bênh vực cho ông Tập Cận Bình và bình luận. Lôi chính tả không có gì đáng cười cả, ai cũng từng mắc phải. Người khác nói, được rồi, được rồi, hơn 70 tuổi đứng trên khán đài diễn thuyết hơn 1 giờ 30 phút, bạn làm được không? Quyết định lần tới, chủ tịch sẽ được chọn trong số những MC của CCTV. Đừng bới móc quá, Tổng Bí Thư không phải là MC, bạn thử đọc 2 giờ đồng hồ thử xem có theo kịp ông ấy không? Những người khác chỉ ra rằng việc ông Tập Cận Bình đọc sai không phải là vấn đề, vấn đề là cấm bình luận. Tại lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 hôm 16 tháng 10, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình đã đề cập đến từ an ninh gần 90 lần trong báo cáo của mình, cho thấy an ninh đang trở thành nỗi lo lắng lớn nhất của ông, theo Đài Á Châu Tự do RFA. Một số học giả cho rằng do kinh tế Trung Quốc trì trệ, ông Tập đang cố gắng chuyển hướng từ tăng trưởng kinh tế sang an ninh nhằm khiến mọi người thắt chặt tình đoàn kết. Nỗi lo lớn nhất của ông Tập Cận Bình Ông Tập Cận Bình đã đề cập đến từ an ninh hoặc an toàn 89 lần trong bài phát biểu hôm 16 tháng 10 của mình, nhiều hơn so với 55 lần khi ông đề cập về vấn đề an ninh quốc gia tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 19 năm 2017. Theo RFA, điều này cho thấy vấn đề an ninh quốc gia được ông Tập đề cập thường xuyên hơn. Đường Chí Học hay còn gọi là Joseph Turrijen, một trợ lý giáo sư tại Đại học Mỹ chuyên về hệ thống tinh hoa chính trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã phân tích trên Twitter cá nhân của mình rằng, ông Tập Cận Bình đã đề cập trong bài phát biểu của mình rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đang phải đối mặt với một tình hình quốc tế nghiêm trọng và phức tạp, đồng thời có những rủi ro và thách thức to lớn nhiều hơn so với năm 2017. Ông Đường Chí Học tin rằng điều này có thể có ý nghĩa là sự hiểu biết của ông Tập Cận Bình về môi trường quốc tế là bi quan hơn so với năm 2017. Ngô Mộc Loan, còn gọi là Alfred Wu, phó giáo sư tại Trường Chính sách Công lý Quang Diệu thuộc Đại học Quốc gia Singapore, nói rõ ràng rằng vấn đề mà ông Tập Cận Bình quan tâm nhất là vấn đề an ninh. Theo ông Tập, Trung Quốc đang phải đối mặt với nhiều nguy hiểm và đất nước đang trong tình trạng chiến tranh. Chuyên gia Ngô Mộc Loan nói rằng, trước đây quyền lực của các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều dựa vào tăng trưởng kinh tế, bây giờ với nền kinh tế đang trì trệ, ông Tập cố gắng chuyển hướng từ tăng trưởng kinh tế sang an ninh, nói rằng ông ấy có thể là vị cứu tinh và bảo vệ người dân Trung Quốc. Với câu chuyện này, ông Tập muốn mọi người đoàn kết và coi mình là trung tâm. Ông Trang Gia Dĩnh, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị tại Đại học Quốc gia Singapore cho biết, việc tăng cường đưa tin về các vấn đề an ninh không có gì đáng ngạc nhiên vì Trung Quốc ngày nay có nhiều điều phải lo lắng hơn so với cách đây 5 năm. Ví dụ, sự cạnh tranh với Hoa Kỳ ngày càng trở nên gay gắt hơn, sự không chắc chắn xung quanh cuộc chiến ở Ukraine, đại dịch COVID-19. Một sự thay đổi lớn Ông Trương Thái Tô, giáo sư tại trường luật Yale của Mỹ, chỉ ra rằng trong bài phát biểu của ông Tập Cận Bình năm nay, ổn định quan trọng hơn bao giờ hết. Sự ổn định hiện không chỉ là điều kiện để tăng trưởng kinh tế, một nền kinh tế đã suy thoái mà còn trở thành mục tiêu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Deutsche Welle báo cáo rằng Trần Trí Vũ, giáo sư tài chính tại trường kinh doanh Đại học Hồng Kông đã quan sát thấy một sự thay đổi lớn. Đại hội 20 không nhấn mạnh đến phát triển kinh tế và cải cách kinh tế, Ông Trần Chí Vũ cho biết, từ Đại hội Đảng lần thứ 14 đến lần thứ 19, phát triển kinh tế lần nào cũng được Đảng Cộng sản Trung Quốc nêu rõ là nhiệm vụ trọng tâm, trong khi lần này thì không được đề cập đến. Thay vào đó, trọng tâm là phát triển toàn diện, nghĩa là không chỉ là phát triển kinh tế mà còn là phát triển chính trị, xã hội, môi trường và văn hóa. Cao Mẫn còn gọi là Mary Gallagher, giám đốc trung tâm nghiên cứu Trung Quốc tại Đại học Michigan, Hoa Kỳ, đã tóm tắt bài phát biểu của ông Tập Cận Bình về kinh tế là Đừng nằm thẳng, đừng mong đợi nhà nước giúp bạn làm những gì bạn có thể làm. Richard McGregor, một chuyên gia về Trung Quốc tại Viện Chính sách Quốc tế Lowy, một tổ chức tư vấn của Australia cho biết, sau nhiệm kỳ 10 năm của ông Tập Cận Bình, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã chuyển từ lãnh đạo tập thể sang chủ nghĩa độc tài, từ nhiệm kỳ hạn chế sang lãnh đạo suốt đời, từ khu vực tư nhân sang khu vực nhà nước, từ sự giàu có của tư nhân đến sự thịnh vượng chung và từ toàn cầu hóa đến độc lập về công nghệ. Ông Richard nói thêm rằng mối quan hệ của Trung Quốc và Hoa Kỳ cũng đã biến thành một cuộc đối đầu và những phát biểu của ông Tập Cận Bình nhấn mạnh về việc kiên định chính sách zero covid đã làm tan vỡ kỳ vọng của người dân rằng các chính sách phòng chống dịch bệnh có thể sẽ được nới lỏng sau đại hội 20. Đài Á Châu Tự Do RFA đưa tin rằng ngày 16 tháng 10, học giả độc lập Ôn Chí Cương nói rằng báo cáo của ông Tập Cận Bình về cơ bản là một bản tóm tắt và bản sao đường lối cầm quyền của ông trong thập kỷ qua, nêu bật những thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, quốc phòng và đối ngoại đồng thời mô tả cuộc chiến chống tham nhũng là thắng lợi vượt bậc, từ đó che lấp đi thực tế suy thoái kinh tế. Ở cấp độ kinh tế, báo cáo vẫn nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục tập trung vào chu kỳ trong nước. Hồng Lâm, một người có thâm niên trong lĩnh vực truyền thông tin rằng, báo cáo của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 về cơ bản không đề cập đến bất cứ điều gì liên quan đến phát triển. Trong các báo cáo trước đây có những nhận định về sự phát triển của nền kinh tế. Về kinh tế, ông Tộc Cận Bình nhấn mạnh vị trí thống trị của kinh tế quốc doanh. Thời gian khai mạc Đại hội Toàn quốc lần thứ 20 năm nay muộn hơn 1 giờ so với Đại hội lần thứ 19 năm 2017. Ông Tập đã dành khoảng 1 giờ 50 phút để đọc bản báo cáo tóm tắt của Đại hội Đại biểu Toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20. Trong vài ngày tới, gần 3.000 đại biểu sẽ thảo luận nhóm về báo cáo và những sửa đổi hiến pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đại hội lần thứ 20 sẽ bế mạc vào ngày 22 tháng 10. Sau khi Đại hội 20 bế mạc, Hội nghị toàn thể lần thứ nhất của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 và phiên họp toàn thể đầu tiên của Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 20 sẽ được tổ chức để bầu ban lãnh đạo mới của Ủy ban Trung ương và Ủy ban kiểm tra kỷ luật Trung ương. Sau phiên họp toàn thể lần thứ nhất của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, các thành viên mới của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương sẽ gặp gỡ các nhà báo Trung Quốc và nước ngoài. Ông Fumio Kishida sẽ đến Perth trong tuần này với tư cách là thủ tướng Nhật Bản đầu tiên đến thăm Úc sau 5 năm. Nhà nghiên cứu game marketing của trung tâm Perth US Asia cho rằng, các cuộc gặp của ông Kishida với người đồng cấp Úc Anthony Albanese sẽ mang đến cơ hội quý báu để thảo luận về những lợi thế chiến lược mà Tây Úc, và nói chung là Úc mang lại cho mối quan hệ song phương, đặc biệt là về tài nguyên thiên nhiên. Hội nghị sẽ xác định điều này với một chương trình nghị sự bao quát và có tầm nhìn về các vấn đề khoáng sản quan trọng, năng lượng sạch, quốc phòng và hợp tác khu vực. Trong bối cảnh khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương ngày càng bất ổn và thiếu tầm nhìn cảnh báo chiến lược, Úc và Nhật Bản cần phải khẳng định mình là những cường quốc trong khu vực. Những năm gần đây đã chứng kiến Úc và Nhật Bản đẩy mạnh sự tham gia của họ thông qua Quad cùng với Ấn Độ và Hoa Kỳ. Về mặt song phương, việc ký kết thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau vào năm 2020 đã tạo điều kiện thuận lợi cho sự hợp tác giữa Úc và Nhật Bản trong một khuôn khổ mà lực lượng quốc phòng hai bên có thể tiếp cận với nhân viên và thiết bị khi cần thiết để hoạt động trên lãnh thổ của nhau. Với việc cả Úc và Nhật Bản đang tiến hành xem xét lại các chiến lược quốc phòng và suy nghĩ lại cách họ tham gia vào khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, hiện có một cơ hội rõ ràng hơn để hai bên tăng mức độ cam kết tham gia về an ninh và quốc phòng. Không phải ngẫu nhiên mà ông Albanese chọn tiếp ông Kishida ở Tây Úc. Ngành công nghiệp khai thác trị giá hàng tỷ đô la của bang này chiếm 42% tổng kim ngạch xuất khẩu của Úc sang Nhật Bản, bao gồm chủ yếu là khí đốt tự nhiên hóa lỏng, than và quặng sắt. Úc và Nhật Bản đều đã quá quen thuộc với hậu quả của các hoạt động thương mại mang tính ép buộc của Trung Quốc. Đa dạng hóa là chìa khóa cho cả hai quốc gia. Cả hai đều có mối quan tâm chung trong việc bảo vệ chuỗi cung ứng đối với các khoáng chất quan trọng cần thiết cho cung cấp năng lượng sạch. Tây Úc là đối tác khoáng sản quan trọng và rõ ràng đối với Nhật Bản, nó có trữ lượng lớn về các nguyên tố lithium, coban và đất hiếm, cũng như có chuyên môn hàng đầu thế giới phải kể đến như công ty như Linas Rare Earth, nhà sản xuất đáng kể nhất về các khoáng chất đất hiếm bên ngoài Trung Quốc. Với quan hệ đối tác năng lượng lâu dài với Nhật Bản trong lĩnh vực than và LNG, Úc có thể có cơ sở vững chắc để chuyển đổi sang năng lượng tái tạo. Trong những năm tới, điều đặc biệt quan trọng đối với Canberra và Tokyo là duy trì mối quan hệ thương mại với việc tăng cường tập trung và cung cấp năng lượng sạch. Điều này có thể trở thành trụ cột của mối quan hệ thương mại thậm chí đến sớm hơn dự kiến khi Nhật Bản phải vật lộn với tình trạng thiếu năng lượng do cuộc chiến ở Ukraine gây ra. Trên mặt trận an ninh ngày càng cấp bách, Ấn Độ Dương là một khu vực cần được quan tâm nhưng lại thường bị coi nhẹ so với Thái Bình Dương và Biển Đông. Các nguồn tài nguyên mà Tây Úc có mà Nhật Bản phụ thuộc vào phải đi qua Ấn Độ Dương. Bất kỳ sự gián đoạn nào đối với tự do hàng hải trong khu vực sẽ gây bất lợi cho cả hai quốc gia. Khi Úc bắt đầu hướng sự chú ý sang phía Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, thì Nhật Bản có động lực mạnh mẽ hơn để tham gia trong việc bảo đảm an ninh cho các tuyến thương mại hàng hải qua Ấn Độ Dương tại căn cứ hạm đội West, căn cứ hải quân lớn nhất của Úc nằm ở Perth, điều cần thiết là Canberra và Tokyo phải suy nghĩ về hợp tác quốc phòng đối mặt với Ấn Độ Dương có thể sẽ như thế nào. vị trí địa lý gần cũi của Tây Úc với khu vực khiến nó trở thành địa điểm hoàn hảo để thảo luận về tương lai của sự tham gia quốc phòng và xem xét những thuận lợi chiến lược mà nước này sẽ đưa ra trong những năm tới. với trọng tâm là hợp tác quốc phòng trong mối quan hệ song phương, ông Albanese sẽ muốn giới thiệu ngành công nghiệp quốc phòng của Tây Úc. Nhật Bản và Úc có thể sử dụng thỏa thuận tiếp cận lẫn nhau của họ để tận dụng năng lực công nghệ quốc phòng tiên tiến và vị trí địa lý thuận lợi của nhau. Khi Nhật Bản có kế hoạch tăng chi tiêu quân sự và đối mặt với quãng thời gian tụt hậu đáng kể trong sản xuất phần cứng quốc phòng, các công ty Tây Úc đã sẵn sàng với tư cách là nhà thầu quốc phòng. Đây là những quan hệ đối tác mà hai nước nên xây dựng ngay từ bây giờ để bảo đảm họ có thể đối mặt với những thách thức an ninh khu vực đang nổi lên. Ông Kishida có thể sẽ trở lại úc vào năm tới để tham dự hội nghị thượng đỉnh bộ tứ với tổng thống mỹ Joe Biden và thủ tướng ấn độ Narendra Modi. Khi bộ tứ tiếp tục thực hiện các bước hướng tới một chương trình nghị sự toàn diện hơn trong khu vực, điều này không lại bỏ nhu cầu của úc và nhật bản trong việc tăng cường sự tham gia của hai bên. Trong khuôn khổ của bộ tứ, hợp tác sâu rộng giữa úc và nhật bản có thể là một ví dụ tốt về sự hợp tác giữa các nước thành viên trong tập thể. Chuyến thăm của ông Kishida tới Úc lần này và chuyến thăm của ông Albanese tới Nhật Bản vào tháng 5 vừa qua thể hiện cam kết hướng tới xây dựng sự hợp tác toàn diện trong khu vực. Sự lựa chọn chiến lược để tổ chức tiếp ông Kishida ở Perth lần này mở ra một tầm nhìn mới cho mục tiêu này. Trong khi các chuyến thăm đến các khu mỏ ở Tây Úc có thể sẽ nằm trong chương trình nghị sự, ông Albanese sẽ tìm cách để ông Kishida có nhiều cơ hội tiếp cận các lĩnh vực khác chứ không chỉ là vấn đề tài nguyên. Thưa quý vị, mục tin thế giới chiều của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Quý vị có thể đăng ký email để nhận thông báo về các bản tin quan trọng hàng ngày của DKN News. Quý vị cũng có thể theo dõi kênh DKN News trên Safe một mạng xã hội bảo mật và tôn trọng người dùng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Kính chúc sức khỏe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.